Ngày 4 tháng 8, anh Tommy Toàn, tên đầy đủ Đỗ Thanh Toàn, 37 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết anh đã từng bắt gặp đàn cá voi xanh khoảng 7 con khi chúng di chuyển và kiếm ăn ở khu vực biển Đề Ghi, cách bờ khoảng 1 hải lý. Theo anh Toàn, thời điểm anh bắt gặp đàn cá voi vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 8, lúc này những con cá voi đang bơi lượn, há miệng lớn ngồi lên khỏi mặt nước biển. Đàn cá voi khoảng 7 con, trong đó có những con nhỏ trọng lượng khoảng 1 đến 2 tấn, con lớn từ 17 đến 20 tấn, xuất hiện trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. Trước đó ngày 26 tháng 7, anh Tommy Toàn, trong lúc giới thiệu khách du lịch tham quan ở khu vực ven biển Vũng Bồi, Hòn Trâu, ven biển Đề Ghi, cũng đã phát hiện hai con cá voi xanh đang kiếm ăn và không chịu rời đi. Theo người dân địa phương, cá voi xuất hiện ven bờ biển Đề Ghi là hình ảnh rất hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây. Trong tâm linh, ngư dân biển xem việc xuất hiện và bắt gặp đàn cá voi là điều may mắn.